lên cùng lúc hai chiếc luôn. Nắng đã đờ luôn. Chụp hình đi nha. Quay. Ờ quá đồ quá đâu có máy lên dưới không trời. Nó phải mới quay không là. Mới quay mới quay. Quay tôi coi đủ ngựa thử. Ừ, trời ơi, đủ quá. Đi... biết dân làm mướn với người ta đủ à. Dân đi động đủ không? Hả? Ông có coi YouTube không? Ờ, có. Lên kiếm cải tiến cái lúa là gặp con quay à. Rồi, con ơi luôn nha. Máy cắt, cắt lên luôn. Bảy mươi giờ. Cái này ra khói à. Chạy như vậy nữa mới đã. Dưới này xuống chỉ kêu lót gom chưa lên được nữa. Lên nè. Yeah. Vitino. Nãy giờ mới gặp được chiếc Vitino. Đầu máy Vitino. Rót gom vô. Ông kia dưới dính nè, lót gom nãy giờ chưa lên được nữa.
chiếc này lên được rồi, nhưng mà lên lót gom nữa. Lót gớp như nữa. Mấy cái máy này, gặp mấy máy này nhớ hồi đó mấy chiếc xúc lúa á, kêu máy phóng á, xúc lúa mà nước nó sôi đẩy chiếc bắp vô chín luôn, ngồi lại chiếc bắp là ăn được luôn. Ôi quá gớm rồi. Đầu lên rồi. Lên luôn đó. Túi thiệt á, trời nắng mà gặp cánh này nữa. Cái này là đồng trên này vô cắt đồng lọt nè, bởi xe vô ra liên tục, máy cắt cũng nhiều lắm. Cái này mình đứng trong mát mình quay chứ nãy giờ đứng ngoài nắng chắc xỉu luôn, đứng dưới bóng cây bởi không có đi tới đi lui được nhiều, quay chết góc một. Trời ơi, kiên cắn chân nữa.